Nó không thông. Vì lẽ không thông mình mới giận người ta. Vì lẽ không thông mình mới ghét con cháu. Mà thông rồi mình mới chỉ đặt nền tảng thương yêu. Cho nên cái phương pháp này là khứ trực lưu thanh, và tạo cho mình càng ngày càng thông và càng dứt khoát sáng suốt cái con đường để tiến tới, chứ không còn sự mờ ảo nghi kỵ bởi phàm tánh nữa. À, bởi lục căn lục trần cả ngày nó ngồi nó đề nghị bác những chuyện ghét người này thương người nọ, cái đó là sự bằng tiếng của tụi nó, mình không có nghe. Mình chủ nhân ông tu là phải khai thông, phải dũng chí, phải thăng hoa, phải thanh tịnh đó. Và đó là cái quan trọng. Bác hiểu, về đây rồi một ngày tới tối nó cũng có chuyện. Chuyện này, chuyện nọ, chuyện rể, chuyện con, chuyện đủ, chuyện hết. Dẹp nó qua bên. Tụi bây là tụi bằng tiện, tụi phải lệ thuộc của tao. Tao là người giáo dục sáng suốt để độ cho chúng các con tiến hóa, không bao giờ mà để các con thụt lùi. Cho nên khi mà mình chấp nhận nghe tụi nó rồi á, là mình bị, phần hồn bị mất sáng suốt. Rồi bảo vệ cái sự ngu tối đó, rồi đâm ra sanh bệnh hoạn. Cho nên tụi nói bệnh do tánh sanh. Mình lớn tuổi rồi, bây giờ giận con, giận rể rồi, nó buồn thêm, buồn thêm. Rồi cứ nó bệnh chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, nó càng ngày càng bệnh thêm à. Bệnh rồi, nó con rể không thèm ngó tôi, hay là anh em không thèm ngó tôi, là bạn bè không thèm ngó tôi, tuổi thân. Cái tuổi thân nhất là tôi không chịu ngó tôi, chiều tôi không chịu sửa tôi không chịu dạy tôi. Cái bằng tiện nhất, ngu nhất là mình không chịu sửa mình. Người khôn phải biết sửa mình. Mình sửa mình cho toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ. Đó là cái công phu, một kỳ công. Ở trong kỳ ba này, kỳ chót xuống thế gian là để học cái luật này và trở về với chánh giác. Chứ không phải học cái luật này chơi đâu. Xuống đây tạm rồi phải ra đi. Vay trả liên hồi, không ngừng nghỉ. Liên tục như vậy, bắt mình cả ngày tới tối là nằm trong cái luật vay trả và nói đi nói lại cũng là vay trả mà thôi. Để thức tâm. Mà thức tâm quân bình rồi là đại phước đức.